ở Gạch Sỏi nè cả nhà, mấy cái dãy phố mới cất ở bên hông nhà lòng chợ Gạch Sỏi. Dạ dài đây người ta bán đồ dãy phố mới. Bên đường chỗ chợ, ở trong kia là chợ Sỏi, trong chợ ở ngoài này, ở ngoài đường người ta bán đồ vui quá. Dạ dài đây mấy cái dãy phố này bán đồ nhộn nhịp cho vui lắm. Cái bùng binh là mình bắt đầu lên cầu Gạch Sỏi, chạy lên cầu Gạch Sỏi đi về hướng Gạch Giá. Đây là ở phía cái dãy phố bên kia là khu lấn biển đó cả nhà. Mình ngồi ở quán cà phê bên đây, mình nhìn qua bên đó là khu lấn biển. Vòng vòng ở đây đẹp đó nè. Ngồi quán cà phê này mình nhìn được hết vòng vòng xung quanh đây.